Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em tiếp tục đến nhà vườn của anh Dũng tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một số mã số tại vườn ha. Thì bên nhà vườn của anh Dũng thì như mọi khi vẫn về những cây là cây đẹp nè, giá cả hợp lý cho bà con cô bác mình mua về chơi Tết ha. Rồi chúng ta tiến vào gặp nhà vườn để không làm mất thời gian của chính chị mình ha. Rồi anh chào anh Dũng nha. Chào anh ạ, chào nha ha. Nay quay lại kênh xin giao lưu một cái máy ha. Là một cây đầu clip em là một cây siêu bông mình lại nha, dáng đổ. Siêu bông mình lại Dạ, lên nút nụ ha. nút nụ quá trời ha, gọn gọn nút nụ quá trời. Qua năm đây tới hàng 16. Cao là 54. Độ của nó là được 79. Đổ 79 Và cây này xin luôn 1,5 triệu ạ. rồi, 1 triệu là gửi, cây cực kỳ dễ cưng nha. Vậy cô chú anh chị mình có thể ập xuống chút xíu nữa cũng được, hoặc là để về cũng được. Để về đi, về về chơi cho nó mạnh đi, rồi cái sang Tết mình hạ nó xuống chút xíu nữa cũng được. Cây cốt cành cứng nha, cưng lắm cả nhà. Cây mã số 1 giá là 1,5 triệu, nhà vườn bao phí ship cho chúng ta. Có luôn cái chậu hả chứ anh Dũng? Dạ, đi luôn chậu anh ơi. Cái chậu men nha cả nhà. Trong Men này không biết xưa men không men xưa. chứ thấy cũ đó. Men xưa. Men xưa hả? Dạ. Đây cả nhà xem Đâu cái có nước. khiến cái Nước men ha. Mà nó hơi nứt nha. Cái này là hàng tặng kèm thôi, tới nó có bị gì cô chú anh chị mình cũng nhận hàng giùm nhà vườn nha. Chậu là hàng tặng kèm, này men rạng nè. Rồi, ok. Rồi, kế tới là mã số 2 nè. Trời, cái thân nó làm như cái gần là Ồ, cây này mốc méo ngộ rồi ta. hoành là 33. Hoành 33. Hàng này nút nụ thì ngon. Quá trời, quá đất mất Cao luôn. 1,04 m. Cao 1,04 m. Ngang 1 m. Ngang 1 m. Rồi cây này xin vô lưu là 4,3 triệu. 4 triệu 3 cho Mã cây số mai 2. mã số 2. Trời, cái thằng nó lắc lư cũng được. Đây cô chú anh chị xem cái cây này nó mốt như khế gân luôn, và cốt cành là cô chú anh chị thấy đóng nè, đóng rất là đẹp luôn nha. Và cái lô này thì nói về chơi bông thì khỏi phải bàn à. Quá trời nụ nút luôn cô chú anh chị, khủng khiếp thiệt. Lô này già lắm rồi nha. Dạ. Đây nút nụ nè, mỗi mỗi cành mỗi nhánh đều nút nụ đều bao phê ha. Vắng vắng long. Không, văn long này long trực. Đóng cốt đẹp lắm cô chú chơi, đóng cốt đẹp lắm, nụ nút quá khứ. Cái này mà Tết nó nở bông một cái thì khỏi phải bàn ha. Để khá nha cả nhà, để khá Để em chưa khai thác ngang này, nó còn dưới này. tại nó Này lắp lại nè cho ấm rễ nha. cái đó lắp sơ dừa lại, anh mới kéo sơ dừa ra thôi, Dạ. chứ cái này còn một cái nồi đế dưới nè. Còn ngồi dưới Như á. cái dạng này là cái dạng mai ốp chậu nè, rồi đó cái nồi đế nó bành bành tời ở, còn quá tời Còn luôn. dưới lắm, tại Ui không thôi thôi á. khai thác lên cái cho cô chú anh chị mình thấy Dạ. nè, như cái này nãy mình không thấy nè. Rồi 4 triệu 2 hả anh Dũng? 4,3 triệu. 4 triệu 3 ha, 4 triệu 3 cho comment số 2. Mã số 3. Mình lại luôn. Rồi Trời cái ơi, tới là cây mã này số 3. cái thằng nó quá đẹp luôn anh ơi. Ồ cái này, Hoành 31. cái này gắt à. Cao là 87. Cao 87. Tàn ngang 1,19 m. Rồi, cây mã số 3 này em xin vô là 5 triệu ạ. 5 triệu cho cây mã số 3. Cái đường thân nó quá đẹp. Cây mai coi chú chị xem cái đường thân nè. Hết biết cái đường thân này nó gắt, dữ lắm gắt nha cả nhà. Y như rồng ạ. Hơi ơi cái nó gặt gặt đụng luôn. Và Bể đế nữa. nó già nha cả nhà. Lô này nụ nút thì khỏi phải chê, tàn túa quá đã. Đấy. Già, những hàng già này Tết chứ Tết thoải mái vừa được bể đế nè. Bể đế chừng gắm gắm xuống coi cũng đẹp ha. Này khai thác còn nữa cả nha. Y như móng rồng ạ. Ui trời ơi nó nụi nụi dưới. Ui, nhóc ghế đây tên. Lô này ghế dữ á. Tại em chưa khai thác Nè anh cả ơi. nhà mình xem, gãy đậy sơ dừa lại mà nó ăn lên nè, là chứng tỏ cái cây nó mạnh dữ thần hồn lắm. Đấy. Nụ nút thì khỏi chơi ha, nó già tới cỡ này đi mà. Rồi, cây mã số 3 giá là 5 triệu. 5 triệu. Bao ship chúng ta. Bao ship. Đây nha. Cây mã số 4. Dán bài. Hoành là được 33. Hoành 33. Cao là 71. Tán ngang nó được 112. Bay nó là 1,4 m. Bay 1,4 m. Cây này xin luôn 5,5 triệu ạ. 5 triệu rưỡi. Trời ơi, cộng đế nó nở mà lực lực gắm gắm xuống không nè anh ơi. Trời ơi. Đây nè, bệ nè, cái này nè. Cái bệ này đẹp quá ha. Đấy, nó thân có nó cũng lắc lượng co gắt nè. Nó có cành phóng ra rất là đẹp nha cả nhà. Hình duyên lắm, tổng thể của cây nè. To nha, cây to, đang nằm chậu. Chậu 6 à? Chậu 60 lọt lòng. Đấy. Hàng này thì bông Tết thì cô chú anh chị mình khỏi chê rồi. Hàng cứng mùa, cốt cành bự chảng hết trơn. Nút nụ đều luôn á. Đấy, nút nụ này mà Tết mà nó lên nguyên một cái bông bông mà nó chạy dài, cả nhà mình tưởng tượng đẹp lắm nha. Và cái cây này bể đế đẹp ha. Bể cắm
Này còn khai thác xuống nữa. Này đôn chậu lên mình khai thác đế xuống. Cây mã số 4 này nó nhiêu anh? 5 triệu rưỡi anh ơi. 5 triệu rưỡi cho cây mã số 4 nha. Dạ. Dạ. 5. Mình lại luôn. Cây mã số 5. Hoành là 30. Hoành 30. Cao 96. Ngang 1m5. Cao 96. Cây sinh rô 4 triệu ạ. Đây cô chú anh chị xem, ngoài nhìn vô thấy nụ nút quá trời ha. Cốt cành đóng đẹp không tàn, cứng ngắc luôn. Bể đế dưới còn dữ lắm nha cả nhà. Đây nhà vườn vô là không có khai thác đế, chứ mà đế mà môi ra ha. Này sang cái chậu đẹp nữa là nhìn nó quạo lắm nha. Cộng đế lắp lắp nè, đó đó, đó cả nhà xem. Lắp lại tên là chứ đế dữ lắm đế. Tại đợt hổm nè có rễ tràn trước luôn nè. Rễ đều ha. Và nụ nút quá trời, mấy cái nụ này giống như cái bắp chuối luôn cả nhà. Bự chảng luôn ha. Này hai ba cái nút là nấu nồi canh chua được nè. Nó quá trời bự. Hàng dàn lá nó xấu nhưng mà được cái dàn nút. Này nút Tết này nở xuất sắc. Dạ. Đủ chuẩn rồi. Rồi ok. Rồi. Cái hoành vị trí này là 28 nha. Này mã số mấy, số 6 phải không? 2 4 5 6. Hoành 28. Cao 1m18. Ngang 1m1. Ngang 1m1. Rồi cây số 6 này xin vô là 4 triệu rưỡi ạ. 4 triệu rưỡi cho cây mã số 6. Nút nụ phơm tàn. Cái hàng già già mùa này giờ tới Tết cũng không còn nhiều đâu nha cả nhà. Lắc nha. Lắc rất là đẹp nha. Đóng cành đẹp lắm. Thì cô chú anh chị mình thấy ưng á thì mình chọn một cây về mình chơi Tết đi. Mà cái lô này em chỉ có 10 cây thôi nha, chứ không có nhiều nha. Thì với lại cái hàng mà nó già về chất lượng về cô chú anh chị mình để dành chơi Tết bông nó đẹp lắm. Tới Tết tới chừng mình kiếm ra thì nó còn không còn hàng đẹp, mà miễn còn hàng đẹp nó cái giá cao lắm cả nhà. Cái đó cũng nói thiệt, bán hàng năm thấy cảm thấy vậy đó. Lúc này thì đa phần nhà vườn bán nói có lúc tại giờ cũng nói nào ngay tiền cũng kẹt. Rồi tới mà tới cận Tết thì nó không còn hàng hàng đẹp nữa, hoặc là đẹp cái giá nó cao đổi lên. Để cả nhà xem cây này đế đẹp lắm nha. Rồi cây mã số 6, nhưng nãy giá nhiêu quên anh dùng. 4 triệu rưỡi anh. 4 triệu rưỡi cây mã số 6. Rồi ok. Rồi cái tới là cây mã số 7. 28 hoành. Cái này chân bể nó mạnh. Cao 89. Cao 89. Ngang 1m7. Ngang 1m7. Rồi cây này xin lưu 4 triệu ạ. 4 triệu cho một cái cây già mùa nha. Già mùa. Già của Bình Lợi nha cả nhà, chứ đừng nói so sánh với Thủ Đức thì tôi nghĩ phô à. Nhà vườn. Tại vì đấy nó mới có đây à. Đây, cô chú anh chị mình xem quá trời, cái vàng tàn nó cứng ngắc hết trơn rồi. Và cái lô này nụ nút dữ lắm cả nhà. Cái này là cái tuổi, độ tuổi của nụ nó chưa tới nữa, mấy cái này mà mốt nó bự lên cả nhà nữa thì cả nhà mình xem nó nụi nụi luôn á. Nè, nó làm như siêu nụ luôn. Như siêu nụ luôn. Này nụ dữ hơn đại lộc nữa. Tính ra dòng này nó nhiều ưu điểm ha. Bông thì to đẹp mà phát triển cực kỳ mạnh, nụ nút thì quá trời luôn. Tết nở rộ nó thì ok kìa. Rồi cây mã số 7. Số 7 giá là 4 đây, triệu anh. 4 triệu. Ok. Rồi, kế tới là cây mã số 8. Số 8. Thôi bây giờ nha. Cái này hoành em đo hai thân này luôn là được 44. Thân nhỏ của nó là được 25. Đó, 25. Thân bự 33. Cao 1m1. Ngang 1m. Rồi, cây mã số 8 này em xin lưu là 4 triệu luôn ạ. 4 triệu cho cây mã số 8 nha. Cây này nó lên hai thân mà nó có 7 cái nhánh nha. Ê, bên cơm gừng. Bên 3 bên 4 nhìn hay nha. Quá trời cái cốt này. Cốt quá trời bự rồi. Cây này cơm gừng em tính vô dây mà để tự nhiên vậy sao để lá cho đẹp. Nè cô chú anh chị mình chơi bông nè, cái cây này nè, để tự nhiên không có vô dây, em nói ăn về một cái nó nở, cô chú anh chị mình xuất sắc luôn. Với lại cái dáng này, cái dáng nó cũng tự nhiên, mình vô dây nó không tự nhiên lắm, để vậy nó lên hơi hơi tự nhiên là thấy quá ok luôn cả nhà. Cốt cành ha, nụ nút quá trời. Cây này bảo đảm Tết nó nở cho mà coi, dọc mai vườn nữa. Nó mạnh lắm cả nhà, mai vườn nó mạnh, nó khỏe thì rồi đó, dạng như em nói ở đây tụi em kêu bằng mai chim mỉa là nó rụng hột xuống rồi bắt đầu nó tự động nó lên ha, không phân thuốc vậy nên về cô chú anh chị nuôi khỏe lắm. Cây nãy già cây lắm rồi. Già khủng khiếp. Nụ nút quá trời luôn. Rồi cây mã số 8 giá 4 triệu bao ship.